Thí dụ như có thằng đó, nó marketing mà nó marketing ngu. Nó nói là ở địa phương nó có 3 người chết, 4 người chết gì đó, thì mỗi thằng cứ 12 triệu rưỡi à. Đó, mỗi thằng cứ 12 triệu rưỡi thôi. Tại vì mày nói là mày vi phạm luật an ninh mạng, tung tin thất thiệt làm xôn xao dường, ảnh hưởng tới cộng đồng, quốc 12 triệu rưỡi. Còn thí dụ như có thằng kia mới ghê nữa, nó cũng tung tin thất thiệt đúng không em? Xong rồi cái thằng kia vô quan ninh nó cảnh báo nó, ê Tháo đi bà, một chút xíu là chừng mày bị bắt 12 triệu rưỡi bây giờ. Cái nói ủa cái gì vậy bạn, mình đang ở bên Mỹ mà, bên Mỹ đâu có lực an ninh mạng đâu, sao các bạn không bắt mình? Một ngày sau lên đồn ở Đồng Nai luôn, mày thì Mỹ hả con, 12 triệu rưỡi. Bởi tao nói mày trẻ sâu không có cái ngu nào giống cái ngu nào á. Cuộc đời thiệt tình đó. Khi mà anh thích luyện sư tử hống mà cha mẹ bắt làm chủ phòng gym. Trời ơi, hống một cái một giờ đau cổ luôn bà, lại đi khám corona nữa. Bữa hổm em cái tật anh vui lắm, cái tật anh hay khịa mấy. Sống mà em không khịa tao không được hay sao á. Thánh cà khịa. Có bữa hổm anh đăng ký thấy có hai nhỏ gái như phòng gym tập, đeo nó đeo khẩu trang chụp hình nó tập. Xong anh làm video anh chọc nó. Anh chọc nó, anh cũng đeo khẩu trang anh tập luôn. Bây giờ tập gym á thì phải đeo khẩu trang làm vlog nó mới có thương mại. Xong rồi ra cái video đeo khẩu trang tập tạ luyện sư tư thống. Và bây giờ ngồi đây anh nói về cái cảm giác tập gym mùa corona có nên đeo khẩu trang hay không. Câu trả lời anh là không nha. Không đeo ạ. Đừng có tào lao, đừng có bị điên. Ông ấy sợ chết thì núp ở nhà đi, sợ chết mà lết cái phòng gym nữa. Nó mâu thuẫn đó các bạn. Chính các bạn mâu thuẫn trong suy nghĩ các bạn. Thật sự mà tập gym đó không trang. Nó thật sự bạn nó chỉ có hai loại người thôi. Một là loại người kém hiểu biết. Hai là có loại người tào lao. Anh có những cái bạn của bạn của bạn anh. Đó, nó cũng giàu lắm mà nó tập gym. Năm nay nó cũng ba mấy bốn chục rồi. Bị đặt đú đú kéo bè kéo bè vô phòng gym tập đeo khẩu trang. Nhìn rất là phản cảm nè. Rất phản cảm. Thật sự á, corona nó sống trong môi trường phòng gym không có nổi đâu. Anh khẳng định luôn á. Nếu mà môi trường phòng gym mà nó còn bị dính corona thì thôi mày chạy trời không có nắng. Thật sự luôn á em. Nên cái việc đeo khẩu trang tập gym rất ư là phản khoa học. Nó rất ư là nó phản khoa học đó. Thứ nhất trình của anh như vậy nè. Mà anh tập anh còn ngợp nữa. Đúng không? Anh tập có 42 rep à. Và xong anh ra anh gồng có 3 cái. La có 3-4 cái mà thở không nổi. Đúng không? Đúng rồi gì? Mấy cái đứa mới tập nó không biết gì về gym hết á. Nó tập luyện kỹ thuật còn sai. Đúng không? Lực thì chưa có. Hít thở thì chưa biết, quất thêm khẩu trang nữa. Trời đất ơi là đất. Đó. Nên cái việc tập đeo khẩu trang là không được. Là không được mấy. Còn khi cái cảm giác mà chúng ta tập và chúng ta đeo khẩu trang nó rất là ngọt. Và hít thở thì dướng nè. Dướng nè. Dướng nè. Không được chút nào hết. Và thêm nữa là cái bữa đó đó là Duy tập ở trong cái môi trường mà nó phun thuốc mà. Chơi sóc chưa? Tật Duy sóc lắm. Lúc đó đó là mấy thằng phun thuốc á, nó kêu á là thôi giờ lúc mà phun á là không được tập nha. Mà sau khi phun xong cũng không được tập nha. Phải lau cho nó khô, cho nó sạch sẽ mới được tập nha. Nhưng mà anh là anh thích đi ngược lại cái điều người ta nói. Anh thích trải nghiệm vào những cái gì mà người ta nói. Đúng không? Bây giờ thiệt sự không biết, suốt cuộc đời này không biết có lần nào phun nữa không, không biết nữa. Chỉ có lần này là kiểu như là Bộ Y tế người ta vận động đó, thì mình phun đó, mình phun phèo phèo vậy đó, xong rồi tập luôn, coi nó ra làm sao, thử cảm giác chịu đựng của mình ra sao. Nói chung cái tật anh cũng ngựa bà thôi. Nó thẳng ra là cũng ngựa bà thôi. Tật anh vậy đó, mẹ 35 tuổi như con nít vậy đó em. Nên nhiều khi nói chuyện gọi là ruột để ngoài da. Nhiều khi đam tụi bay tắt bếp vậy thôi chứ không có giận. Bỏ 3 triệu ra mua súp là tự nhiên hoài. Nói chung anh cũng dễ làm lành lắm mấy em. Thì cái tật anh tập gym sao đó mày biết rồi đó. Đúng không? Mày thấy con giám đốc tao tập gym như anh đâu. Có. Tập rất là vui vẻ, rất là funny, rất là máu lửa giữa cái thời tiết gọi là corona. Giữa những cái khẩu trang y tế. Nó tạo lên một cái trend nào đó về corona. Thí dụ như có thằng á, nó marketing mà nó marketing ngu. Nó nói là ở địa phương nó có 3 người chết, 4 người chết gì đó, thì mỗi thằng cứ 12 triệu rưỡi à. Đó, mỗi thằng cứ 12 triệu rưỡi thôi. Tại vì mày nói là mày vi phạm luật an ninh mạng. Tung tin thất thiệt làm xôn xao dường, ảnh hưởng tới cộng đồng, quốc 12 triệu rưỡi. Còn thí dụ như có thằng kia mới ghê nữa.
nó cũng tung tin thất thiệt đúng không em? Xong rồi cái thằng kia vô quanh ninh nó cảnh báo nó, ê Tháo đi bà, một chút xíu coi chừng mày bị bắt 12 triệu rưỡi bây giờ. Cái nói ủa cái gì vậy bạn, mình đang ở bên Mỹ mà, bên Mỹ đâu có lực an ninh mạng đâu, sao các bạn không bắt mình? Một ngày sau lên đồn ở Đồng Nai luôn. Này thì Mỹ hả con, 12 triệu rưỡi. Bởi tao nói mày trẻ trâu không cái ngu nào giống cái ngu nào hết. Bây giờ mấy em có đồng ý với anh á là tiền Facebook á là tiền trên trời đúng không? Thì mình cứ lụm được nhiêu lụm thôi, mình cứ lụm được nhiêu lụm đâu có sao đâu. Thì cái việc mà mình nhận thức về corona như thế nào thì cái động cơ mình chia sẻ cho người ta phải là tốt đẹp, phải là giúp cho người ta có sức khỏe, giúp cho người ta nhận thức đúng đắn, giúp cho người ta phòng tránh, thì cái đó là ok. Mình kết hợp giữa cái đúng đó đó và cái skill, kỹ năng của mình để mình làm những video lên YouTube mình kiếm tiền quảng cáo cho nó là hợp lý, đúng không bạn? À, thì vậy á, mà đang cái mùa này mà bây giờ không cái cái từ khóa mà đeo khẩu trang tập corona thì tương đó là hot. Sẵn tiện nói thêm cái ông con ông tập gym mà bị chết bên Trung Quốc nữa, cái vụ đó cũng hơi căng, hơi hot đó nè. Thì cái vấn đề đó nói chung mình cũng chả biết sao, nhưng mà thật sự thì các bạn cứ nói rằng ừ corona đó không chừa một ai nào kia gì nội đó, thì mình ngồi đây mình cũng chả biết được cái vấn đề của ông nội bên Trung Quốc là ông chết nguyên nhân gì, ok chưa? Mình chỉ biết là hiện tượng rằng à thằng cha này làm công nhân xong rồi cuối đời tập gym đi thi đấu xong rồi bị cúm corona đai. Anh nô bình luận, anh nô nhận xét, anh nô nhận xét, nhưng mà có thể nhiều khi trong quá trình anh nghĩ thôi nha, cái này là quan điểm cá nhân anh thôi chứ mấy em nghe xong bỏ ngoài tai. Có thể trong quá trình xuống kim này nọ rồi xong rồi giờ nó xung đột với cái này, nó tạo ra cái nọ gì đó rồi nó đi này. Các bạn cũng đừng có tung tin nó nhiều quá, làm hù cái giới gamer tội nghiệp người ta ba, đúng không? Trong cái vấn đề này thì chúng ta thôi kệ thôi, giống như corona sống chết có số, không biết được đó mà em ơi. Bên Trung Quốc bây giờ tin nó nhiễu loạn, tin nó tù lưa học dư hết, không biết nổi. Mà chúng ta cũng đừng có bao giờ đú quá nhiều đó. Mà cái thay vì thời gian đú những cái đó đó, tụi em rèn luyện sức khỏe, đúng không? Để chúng ta có sức đề kháng đó, bằng cách tới phòng gym của anh Duy Nguyễn đóng tiền, đúng không? Đóng tiền tập đi, rồi xong rồi nói chuyện với anh Duy Nguyễn cũng vui vẻ, đúng không? Có gì nhiều phân tích cho nghe, rồi mà được cả đôi đường. Đó là làm marketing. Nhưng mà anh cũng không đồng ý cái cách mà lợi dụng cái chết người ta làm marketing, đúng chưa? Nên cái từ khóa đó, nếu mà anh là thằng chơi mẹ ăn tiền Facebook mà ăn cho tạp vô á, là anh làm từ đó lâu rồi. Cái từ mà lúc mà vận động viên mà thể hình bên Trung Quốc, không phải vận động viên mà ông này nghiệp dư thôi. Ông này ông làm công nhân, ông về hưu xong rồi mới tập, ông mới xuống kim. Ông mới xuống kim rồi ông tập, ông còng lên, ông nói là chưa bao giờ bị bệnh hết gì đó. Rồi xong bây giờ bị mất á, xong rồi người ta sẽ lợi dụng. Đó, người ta làm YouTuber, người ta nói này nói kia để về họ, đúng không? Để gọi là ăn tiền trên xác chết. Ăn tiền trên xác chết nha. Cái đó là rất là bất đạo đức. Mình anh khuyên các bạn luôn, YouTube là cái mảnh tiền, rồi là nó màu mỡ thoải mái. Các bạn có thể làm YouTube hay các bạn làm video gì đó, bạn cà khịa về anh, nhưng mà cà khịa góc độ dễ thương thì ok, không sao hết. Đâu, anh em mình nói tiếng Việt với nhau cùng lắm mày ngồi đó bao đi massage là xong, hay gì cần chạy hết, đúng không? Nhưng mà đừng làm những cái việc mà gọi là nó hơi kỳ kỳ nha. Vậy nó tóm lại á, thì anh cái vấn đề corona đó thì anh cũng nói rất là nhiều lần rồi. Khi mà các em bị sốt thì các em nên đi đến bệnh viện để cho bác sĩ á, người ta chẩn đoán em sốt gì, đúng không? Chẩn đoán em là sốt gì. Còn rồi sau đó đó, ở nhà khỏe mạnh á thì tập gym bình thường thôi, cũng không có vấn đề gì đâu mà sợ, đúng không? Nếu mà gymer mà những người mạnh khỏe mà trong thành phố Hồ Chí Minh mà gọi là nó bị bệnh hết, tụi em cũng chả trốn khỏi nắng, đúng không? Mà huống hồ gì á thì thành phố Hồ Chí Minh á khí hậu nó cũng nóng nực rồi này nọ, nó cũng thoáng mát này nọ, nó cũng chưa có cái gì gọi là về corona ghê gớm lắm. Nên tụi em cứ mạnh dạn đi đến phòng tập gym tập. Nhớ địa chỉ không, anh chỉ cho, anh giới thiệu phòng mà ngon lắm. 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 nha. Đó, phòng đó rất ok. Còn bạn nào ở Bình Tân thì cứ tới tập trung với anh nha. Mà nói chung hai phòng đó đều là của anh. Rồi, nói trắng chóc chơi ha. Bởi vậy á, bữa nay anh mệt lắm em.
Nhưng mà tại vì cái đề tài này phải làm cho nó xong, chứ không thì qua ngày mai ngày mốt nữa thì nó có nhiều đề tài khác. Anh mệt lắm mà, nhưng mà mỗi lần anh mệt anh phải uống này, nó tỉnh táo, nó tập trung để nó duy trì công việc. Đúng không? Mấy em ngồi đây, mấy em có nhớ tới những cái số hỏi đáp thành huyền thoại của anh không? 600 số đó. 600 số, thằng Duy Nguyễn này nó cài 600 số từ ngày xưa tới bây giờ, đúng không? Wow. Đó, mà khi nó cài là trên bàn nó có hai cái sucker, hai cái sucker Amino BCA các loại qua từng thời kỳ khác nhau. Đó. Thì cái đó nó giúp cho anh tỉnh táo tập trung để anh ngồi đây nói chuyện. Chứ không anh nói được một câu là anh ngáp à, anh mệt lắm. Bây giờ nhiều khi anh cũng cảm thấy anh mâu thuẫn. Cuộc sống này anh cố gắng vì cái gì? Anh tự hỏi trong lòng anh vậy đó. Cái cuộc sống này anh cố gắng vì cái gì đó? Tiền thì cũng nhiều rồi, đẹp trai thì cũng quá đẹp rồi. Nhiều khi anh không biết anh cố gắng vì cái gì nữa mà ngày nào cũng tập hình hục hết. Ngày nào tập cũng tối thiểu là 1.5 tiếng hết. Tập xong là mệt mỏi, đầu óc nó quay cuồng, rồi ăn ít cáp nữa. Nên nhiều khi cái đó là đam mê chứ đã gì, đúng không? Nên cỡ như anh nhìn mới gọi là tập gym vì đam mê á. Tại vì với cái hoàn cảnh và cái địa vị của anh bây giờ thì hai cái đó anh có hết rồi, đúng không? Đó, nên anh mới được tập gym vì đam mê nha. Còn mấy thằng mà còn ăn mì gói á, mà nói chuyện tập gym vì đam mê, cái đó nên chỉnh lại câu nói của mình đi. Anh không có đồng ý đâu. Đối với tụi em là sự nghiệp là quan trọng, đúng không? Thà tụi em nói tập gym để phò trợ cho sự nghiệp á thì là được, chứ còn tụi em nói tập gym vì đam mê á là chết luôn á. Thôi, tiện đây chia sẻ nhỏ nhỏ nha. Tụi em nhìn cái buổi tập gym khẩu trang, tụi em coi clip đó chưa? Cái clip đó anh cố tình kêu Di Phan á, nó dựng logic á, để anh chia sẻ tụi em cái kỹ năng tập đó. Cái kỹ năng tập luyện đó là một cái tip thôi, nó có nhiều cách tập lắm mà anh thấy anh tập một cái kỹ năng rất khác, đúng không? 42 rep liên tiếp, em đếm đi, rồi mấy cặp bài tập kia em đếm coi, cái nào cũng ba mấy 40 rep không. Nó tập như vậy để build dây điện đó mấy em, uống ao deep vô tập cái đó để build dây điện. Em thấy dạo này dây điện nó lên lại không? Hồi năm ngoái á có nhiều dự án quá, lo đi ăn đi nhậu nhiều quá, dây điện đi chơi chưa về đó. Nên năm nay là anh nói chung mà chấn chỉnh lại, tại năm nay anh có dự án thì mới phải chấn chỉnh. Đúng không? Nên dây điện của anh nó sắp lên trở lại rồi, đúng không? Yes. Chừng 2 tháng nữa thôi là bảo đảm mẹ lên kinh khủng luôn á. Đó, nên cái buổi tập đó nó duy trì cường độ rất là cao. Còn câu chuyện khẩu trang thì là bỏ nha. Đó, câu chuyện khẩu trang anh nói là cái cảm nhận tập gym đeo khẩu trang nó đã là sai rồi. Nó rất là ngột ngạt và nó rất là phản cảm, và mồ hôi nó ra, khẩu trang nó ướt nhẹp, nó còn gớm chó nữa, đúng không? Nên tụi em á, đừng bao giờ, mình là tập gym lâu rồi, mình có trình độ chuyên môn, mình có kiến thức. Đừng để cho mấy cái thằng vlogger bây giờ nó sổ mũi mày ơi. Mấy cái thằng vlogger bây giờ nó xàm nhiều lắm. Cái chỗ người ta đi bắt tội phạm á, trời đất ơi, ông đi theo ông quay ông live stream ông ơi. Ông quay ông live stream, bữa đó thiệt với mày, anh đang trong khách sạn. Khách sạn ăn tối mà. Cứ từng khách sạn mà tao bây. Đúng là tập tụi em kỳ cục. Anh đi khách sạn ăn tối nghe, tại vì biết sao không? Ở Sài Gòn mình á, những cái nhà hàng nó không có chỗ đậu xe, đó là cái điều anh không thích. Em rõ chưa? Thì bây giờ anh chung vô khách sạn 5 sao. Ở trong khách sạn 5 sao, khách sạn nào nó không có nhà hàng á, anh xiền kỳ luôn. Đó, nên vô khách sạn 5 sao anh đậu xe mẹt của anh, xong rồi đi ăn tối, đúng không? Lúc đó đang tính bill rồi, khoảng chừng 11 giờ, ông nội nào đó xe cái like, nó đang ở cầu sáng nè. Đang còn sáng mà nhìn cái like, trời đất ơi, 60.000 view luôn ông ơi. 60.000 view luôn, xong thằng chủ like đi coi. Mấy bạn ơi, share cho mình đi, mấy bạn ơi, share cho mình đi. Đang hot nè, share cho mình đi. Mà đúng là cái dân vlogger của mình thiệt tình á, anh không đồng ý cái đó chút nào. Nó thật sự anh không đồng ý, dân vlogger bây giờ Việt Nam quá lạm dụng, đúng không? Cho anh làm chủ đất nước, anh ra một cái lực đi, anh chấn chỉnh lại vấn đề được. Thôi nghỉ đi, có gì nữa. Đi ba, uống video dài quá, ghét đi chơi thôi. Được chưa?